Chào các bạn, hôm nay mình đi vườn mít. Trời ơi, trái mít nó bự luôn nè các bạn ơi, cái trái mít nó bự nè. Mình đi vườn mít này ở Vĩnh Long nha các bạn, dưới dốc cầu Mỹ Thuận. Ôi bạn ơi, trái mít nè các bạn, nhìn nè, nhiều lắm bạn ơi. Đây là cái trái mít là siêu to khổng lồ, để mình cho các bạn coi. Đây này nha các bạn, đây cái mít nè, hết hồn mít không nè. Một cây á, là người ta để khoảng 2 hoặc 3 trái thôi. Cái mít đó bạn, nó có một cái lá cái nè các bạn, khi nào cái lá vàng á, là cái trái mít đó nó sẽ chín. Khi nào cái lá nó màu vàng á, là trái mít nó chín nè. Đây cho các bạn đi xem nha, mít ở Vĩnh Long kêu là mít thái siêu trái to luôn. Đây và đây nè, nó nằm dưới đất luôn các bạn, nó nằm dưới đất. Đây mít này ngon lắm các bạn, ăn vừa giòn mà vừa ngọt nữa. Đây nó nằm ngủ nè, thấy không? Đó nhiều lắm. Thường á là một cây người ta để 2 trái thôi các bạn, tại vì á nó không có chịu nổi cái sức, cái trái nó phải cho dưỡng cho cái trái nó to, nên á cây nào mà nhiều trái quá. Cây này nè, giống như cây này nè, cây này nó nhiều trái quá nên người ta phải cắt bỏ bớt nha. Đây cắt bỏ bớt. Đây cái cây này người ta phải chừa chừng 2 hoặc 3 trái thôi. Đây siêu to, bự ghê luôn á trời. Trái mít gì đâu mà nó to hết biết luôn á, chung quanh nha các bạn, toàn là mít không, mít không, chung quanh mình mít không, ngã nào cũng mít. Ngã nào cũng mít hết các bạn ơi. Đây nhưng mà vườn này bữa nay mình không có thấy cái trái mít chín, nó còn non. Rồi cặp bờ sông một anh mít to đùng bự rồi hồn. Trời ơi nó bự, trái gì chắc 10 mấy ký quá. Trái này chắc nó sắp chín rồi, mỗi lần nó sắp chín thì cái lá nó hơi vàng vàng á. Trái này chắc cũng sắp rồi đó. Thịt quá. Cái này mà xiên nó mình ngắt lá mình làm bánh lá mít ăn rất ngon lắm nha các bạn. Okay, bánh lá mít ép vô như bột làm bánh lá mít. Mình mua bột nè, đường nè, dừa nè, xong mình trộn lại để thêm tí muối nữa nha. Cái mình ép hai lá mít mình chưng, cái mình làm nước cốt á, trời nghe nó ngon lắm đó các bạn. Đây là cặp mít siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ nguyên cặp mít. Quá trời cái trái nó rồi các bạn ơi. Trời nó to. Mít ơi là mít. Trời ơi. Chỗ nào cũng mít. Góc nào cũng mít.
Đúng là vừa mít thì gặp mít không nghe các bạn. Đây. Cái này cặp mít này to đùng luôn, một trái chắc mười mấy ký á, một trái mười mấy ký á. Thích không các bạn, này là ngà vườn ở Vĩnh Long nha. Này là dưới dốc cầu Vĩnh Long. Thích quá, trái mít gì đâu mà nó to. Mình yêu trái mít này quá các bạn ơi. Cả một vườn. Chị ơi, cái mít này nó bự quá. Người ta chìm một cái miếng ngói cho nó nè các bạn. Mình nó sợ hư hết á. Nên chìm nè, thấy không? Thích quá các bạn ơi. Mình á, mình thích đi chơi vườn lắm nha các bạn. Tạm biệt các bạn, có dịp tham quan vườn là mình thích nhất đó. Tạm biệt các bạn.